nhiều anh em mà chưa vào lái xe bao giờ thì cũng có nhiều cái từ ngữ nó cũng mình cũng chưa thể hiểu hết được đây. Ví dụ như là chạy ca vé là gì như thế. Ôi trời ơi. Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đến với kênh của tôi. Thì anh em ơi, hôm nay tôi sẽ giải thích một cái từ lóng này, hay là một số cái định nghĩa trong cái ngành lái taxi nói chung và trong của hãng MyLink nói riêng anh em nhé. Thì nhiều anh em mà chưa vào lái xe bao giờ thì cũng có nhiều cái từ ngữ nó cũng mình cũng chưa thể hiểu hết được đây. Ví dụ như là chạy ca vé là gì như thế, hay là máy post, hay là đầu chờ là gì, xếp lốt là như thế nào, xe lốt quay đầu là như thế nào, đấy, cuốc xe rớt là như thế nào. Thì cũng có rất nhiều cái từ ngữ mà anh em có thể chưa hiểu được. Thì hôm nay tôi sẽ giải thích một số những cái từ ngữ mà tôi biết thôi anh em nhé. Còn những cái gì mà tôi biết nhưng mà tôi có thể hôm nay chưa liệt kê ở đây thì anh em có thể bình luận phía bên dưới. Nhưng mà tôi biết thì tôi sẽ giải thích cho anh em luôn anh em nhé. Đầu tiên thì cái từ ngữ là chạy ca ve là như thế nào. Thì chạy ca ve có nghĩa là như tôi đang là chạy ca ve đây anh em. Thì cứ một xe tôi chạy khoảng 4-5 ngày tôi lại thay xe sạc, chạy một cái xe khác. Từ chạy ca ve đấy thay cho cái từ lái phụ anh em ạ. Ở công ty ấy, cái xe đấy thì sẽ có một lái chính và nhiều lái phụ sẽ lái. Ví dụ như hôm nay mà lái chính bận việc này, nghỉ khoảng mấy ngày ấy, thì sẽ có một lái phụ nào đấy sẽ nhận cái xe đấy. Ví dụ như tôi hôm nay tôi đang nhận cái xe này là xe 044 chẳng hạn. Thì tôi là lái phụ, thì tôi gọi là mọi người gọi tôi là nói vui là chạy ca ve. Chạy ca ve thì cái xe nào cũng biết, hầu như xe nào cũng là không được chạy, cứ quay vòng anh em ạ. Cứ lái chính mà nghỉ thì là mình lại chạy thay thế vào cái xe đấy, nên là người ta gọi là chạy ca ve anh em. Với cả thứ hai nữa là ở sân bay ấy, thì anh em có gọi là cái xếp lốt. Thì xếp lốt là như thế nào? Thì xếp lốt là anh em gọi là xếp lốt thì mình xếp lần lượt. Ví dụ như là hãng có 300 con xe, anh em được điều vào sảnh nhé, đón khách đi chuyển ra khỏi khu vực sân bay. Thì anh em sẽ được xếp lốt lại từ đầu. Có nghĩa là bị 300, anh em đang ở lốt số 1 thì anh em sẽ vào sảnh nhé. Rồi anh em đón khách xong thì anh em sẽ lại được một cái lốt nữa, là bắt đầu lốt thứ 300. Xong rồi cứ giảm dần. Về đến 1 thì anh em lại được vào sảnh. Đấy, đó là gọi là xếp lốt anh em nhé. Có cái trang web xếp lốt này thì tôi sẽ chụp cho anh em xem cái phần mềm xếp lốt như thế nào anh em nhé. Ví dụ như bây giờ hiện tại đang có 238 con xe, tôi sẽ chụp trang cuối nữa để cho anh em xem. Đấy là cái phần mềm xếp lốt. Thì đấy, xếp lốt là như nào thì đấy là như vậy anh em. Đầu chờ là như thế nào? Đầu chờ thì khi mình nghe đàm ấy, mình nghe đàm của điều hành nói mình là đầu chờ, là người đứng đầu tiên. Khi mà có một xe trong sảnh trôi thì cái xe đấy sẽ được đi vào sảnh đón khách, thì gọi là đầu chờ. Đàm là như nào thì là cái đàm đây. Đây là cái đàm thì có một cái máy đàm với cả cái này là mình sẽ nói anh em nhé. Lúc nào mình muốn trả lời điều hành ấy, thì mình sẽ bóp đàm này. Bóp đàm là mình giữ bóp và giữ nhé. Xong mình nói với điều hành sẽ nghe thấy anh em nhé. Tiếp theo là cái nối là như thế nào. Đấy, khi mình ở đầu chờ mà bắt đầu có một xe trong sảnh trôi thì điều hành sẽ bảo là mình nối đi. Thì là mình sẽ nối là mình sẽ đi vào trong sảnh. Anh em, là xe mình sẽ đi vào trong sảnh anh em nhé. Đấy là cái nối anh em nhé. Như là xe được điều là như thế nào. Như trong lúc anh em mà trực đàm anh em sẽ có lúc là nghe thấy điều hành bảo là xe nào được điều vào sảnh E bóp đàm. Đấy, ví dụ như thế. Thì xe được điều đây là những cái xe như này nhé. Là những cái xe mà gắn sảnh như là xe được điều nhé. Đấy, ví dụ như những cái xe mà ở gần lốt đầu ấy, điều hành họ sẽ điều khoảng 15-20 xe một lần. Đấy, những cái xe mà gắn sảnh T1 này, sảnh T1, có những cái xe ở dưới chưa được gắn này. Những cái xe nào mà được gắn sảnh này rồi là gọi là xe được điều anh em nhé. Với cả cái lốt quay đầu là như thế nào. Đây, lốt quay đầu thì tôi cho anh em xem quay đầu nhé. Lốt quay đầu này là thường là vào buổi sáng anh em ạ. Thì những cái xe mà quay đầu này là những cái xe mà đón khách của tổng đài. Họ sẽ đón hai khách liền luôn. Những buổi sáng sớm ấy ít xe của sân bay ở dưới phố nên là họ sẽ nhận lệnh từ tối hôm trước. Ví dụ như nhận một cái lịch 4 giờ từ Cầu Giấy lên, với cả nhận một cái lịch từ 6 giờ từ Tây Hồ lên sân bay, thì anh em sẽ 4 giờ anh em sẽ đón một lịch nhỉ. Sau anh em lại đi từ sân bay xuống nhé, xong 6 giờ lại đón một lịch nữa lên sân bay, thì anh em sẽ được cái lốt ưu tiên quay đầu. Trôi là như thế nào? Như đấy. Trôi là bắt đầu có một cái xe đón. Trôi là khi điều hành báo là trôi rồi như thế. Là hoặc là mình báo điều hành là xe em trôi.
thì mình bắt đầu đón được khách thì mình sẽ báo điều hành là chị ơi xe em trôi rồi, hoặc là anh ơi xe em trôi, hay là xe 44 trôi A, trôi E, hay là trôi T2, trôi cùn 16, trôi cùn 1. Đấy là trôi là mình đón được khách, mình sẽ báo trôi anh em. Lịch lên là như thế nào? Thì lịch lên thì là những cái cuốc ở app này, bình thường cuốc ở app bình thường là mình sẽ đi ngay đúng không ạ? Nhưng mà thường thường xe sân bay ấy, thì họ sẽ hẹn giờ cho mình. Bình thường thì sẽ đặt lịch trước khoảng 2 tiếng anh em. Thì mình sẽ nhận được cái cuốc đấy trước khoảng 2 tiếng, xong rồi 2 tiếng sau bắt đầu mình mới di chuyển đến điểm đón và mình đón khách lên. Thì đấy là cái lịch lên anh em. Cuốc là như thế nào? Cuốc là một cái chuyến xe anh em. Một chuyến xe mình chở được khách đi từ đâu đến đâu đấy, đi từ Cầu Giấy này sang Long Biên chẳng hạn, thì đấy là hoàn thành một cuốc, thì gọi là cuốc xe anh em. Cái máy post đấy, như anh em biết cái máy post là như thế nào thì đây, máy post là cái này luôn anh em. Đây máy post là cái này, như cái máy của tôi này nó phải sạc liên tục anh em ạ. Đây là cái máy post anh em nhé. Cái máy post này thì có chức năng là mình nhận cuốc ở đây, nhận cuốc này và thanh toán in hóa đơn cho khách đấy anh em nhé. Thì đấy là cái máy post, nếu không anh em hoặc là anh em đọc máy post. Quyển cà tay, như anh em ngoài cái máy post này thì sẽ có quyển cà tay anh em nhé. Quyển cà tay đấy thì mình sẽ xin các sếp, thì mỗi anh em sẽ có cái quyển đấy anh em. Quyển để tôi cho anh em xem nhé. Quyển cà tay với cả một cái biên lai. Cái quyển cà tay đấy là sử dụng khi cái máy post này nó hỏng anh em ạ. Khi máy post hỏng mà mình khách hàng thanh toán bằng thẻ MCC ấy. Đây anh em, nó ghi là biên lai cước phí này, sẽ có hai quyển anh em nhé. Sẽ có hai quyển. Cái quyển này mà đồng hồ nó bị hỏng hoặc nó lỗi ấy, nó không nhìn thấy số ấy, thì mình sẽ ghi cái cước đồng hồ ở đây vào cái quyển nhỏ anh em nhé. Đấy, ghi cước vào đây. Còn cái quyển này là mình quyển cả tay, cả cái thẻ của MyLink anh em. Thì trong trường hợp cái máy post hỏng thì mình sẽ dùng cái quyển cả tay là cái quyển này anh em nhé. Cái quyển cả tay này thì tôi sẽ có một cái video riêng để hướng dẫn anh em cả tay như thế nào anh em nhé. Bây giờ cuốc rớt là như thế nào? Cuốc rớt MyLink là cái cuốc gọi là đặt tiền trước anh em. Đặt tiền gọi là theo gọi là biết tiền trước, biết giá tiền trước. Và lái xe bọn tôi chỉ thu đúng theo cái giá ở trên cái hiển thị trên cái ứng dụng này thôi. Chứ lúc đấy mình sẽ không tính tiền theo đồng hồ nữa anh em. Đấy, mình sẽ tính tiền trên cái máy post này anh em. Trên máy post này, khi mình nhận được cái cuốc rớt đấy, nó sẽ ghi luôn là cuốc rớt. Cái này lái xe chỉ được thu tiền đúng theo trên app. Còn lúc đấy mình sẽ không tính theo đồng hồ nữa. Còn để tôi chụp ảnh cho anh em một cái cuốc rớt nhé. Đây, cuốc rớt thì nó như thế nào thì tôi chụp ảnh cho anh em xem nhé. Rớt thì nó ghi là rớt ML4 này, là rớt MyLink xe 4 chỗ. Đấy, vừa rồi tôi cũng chia sẻ cho anh em một số những cái từ ngữ, gọi là từ ngữ trong ngành lái taxi. Thì anh em mà có những cái từ ngữ gì nữa thì chia sẻ, hãy bình luận ở bên dưới để cho mọi người cùng biết nhé. Hoặc là ai mà chưa biết cái gì có thể bình luận bên dưới để hỏi, thì tôi sẽ chia sẻ, biết thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em. Rồi, ok, video này tôi xin tạm dừng tại đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em những video lần sau.